Nguyên liệu bạn nhấn mũi tên nhỏ bên góc phải màn hình điện thoại xem trong phần mô tả giúp mình. Về cách làm thì trước hết là bạn trộn hết tất cả nguyên liệu bột lại với nhau. Hiện tượng bột nó trộn lại rồi á, thì thấy là nó hơi sệt sệt, không sao nha, một tí nữa là mình chiên lên ăn rất là giòn. Bây giờ các bạn thấy phần cua của mình đã rửa sạch rồi, thì mình bỏ đi cái phần yếm và mình bỏ mắt, rồi bỏ hai cái bên hông mà miếng mút đó mình ăn không được thì bỏ đi. Còn lại là cái phần mai cua thì mình giữ lại. Cua này thì bạn mua ở những vùng ví dụ như là ở Phú Quốc hay là những người ngư dân nó chuyên về đánh bắt là cua ghẹ, thì các bạn hỏi là cua lột vỏ thì họ sẽ biết. Mà cua này thì loại này rất là hiếm và nó được bán vào tháng 7, tháng 8 nha. Còn ở nước ngoài á, thì các bạn có thể tìm mua ở, ví dụ như ở bên Mỹ thì các bạn có thể tìm mua ở Louisiana, thì đó là những cái mà mình biết, hoặc là bang Florida, hay là những người mà ngư dân á, chuyên đánh bắt ở nước ngoài thì họ cũng biết được cua này. Rồi bây giờ mình chiên ở nhiệt độ là 350 độ F. Nhưng mà chảo nóng rồi thì mình thả vào. Các bạn nên cho nhiều dầu á, thì bột của mình á, nó chiên nó ngấm từ từ một tí nữa, ăn giòn tan luôn. Công thức bột mình chia sẻ thì các bạn nên làm thử đi. Cách làm này đơn giản và ngon vô cùng. Bột mình á, để được lâu trong thời gian một ngày mà vẫn giòn tan. Sau khi chiên khoảng 10 đến 15 phút thì mình vớt ra. Rồi mình nhớ là vũ cái phần dầu á, cho nó bớt ra, bởi vì trong cái phần bột lúc mà mình trộn lúc nãy á, thì lượng dầu nó khá là nhiều. Và đây là thành phẩm của mình nè. Bây giờ mình ăn thử nha, các bạn nghe cái âm thanh nè. Rồi chúc các bạn thành công nha. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.